Hai cách giúp bạn thăng bằng. Albert Einstein có câu nói, cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng bạn phải luôn di chuyển. Có những lúc chúng ta rơi vào trạng thái mất thăng bằng về tâm lý như lo lắng quá đà, áp lực quá nặng, buồn bã kéo dài, bi quan rối rắm. Chúng ta phải làm gì? Hai cách mà Chanh Phan áp dụng cho bản thân để vượt qua tình trạng mất thăng bằng. Bạn hãy thử áp dụng xem. Đầu tiên là sắp xếp lại nhà cửa, dọn dẹp tủ quần áo, sắp xếp lại kệ sách, lau nhà. Tiếp theo là học nhạc cụ. Bạn có thể tìm mua cây đàn ukulele với giá từ 500.000 đến 1 triệu. Bạn tìm kiếm những bài tập đơn giản trên mạng. Tiếng đàn ukulele nghe vui tai sẽ làm cho tinh thần bạn phấn chấn, vui vẻ và tích cực hơn trước. Chúc các bạn đạt được sự thăng bằng và yêu thương bản thân.